Xin chào các bạn đã đến với video tiếp theo của Tuấn ngày hôm nay nhá. Trong video ngày hôm nay Tuấn sẽ học cái combo của trái Ike. Thì rất là nhiều bạn có yêu cầu Tuấn làm cái combo về cái trái này. Thì trong video ngày hôm nay thì Tuấn sẽ chiều lòng các bạn thôi, đúng rồi. Rồi thì trước khi vào video thì các bạn đừng quên để lại cho Tuấn một like và đăng ký kênh nhá. Bởi vì kênh của Tuấn sắp đạt gọi là 37.000 người đăng ký rồi các bạn ơi. Đấy, rồi thì khi mà kênh của Tuấn đạt gọi là 40.000 người đăng ký, Tuấn sẽ làm cái event tặng Robux cũng như là tặng game mat cho bạn trong cái tự game Blood Food này các bạn nhá. Kết hợp với combo của trái Ike này thì Tuấn sẽ sử dụng cái Super Human V2 này và cái đinh ba gai, kèm theo đó là cái ná kabucha các bạn nhá. Thì cái vật phẩm của Tuấn ấy, Tuấn sẽ đeo kèm theo cái áo, đó chính là áo choàng. Thì áo choàng này nó sẽ giúp cho bạn gọi là tăng tăng tốc độ chạy này, tăng tốc độ tăng điểm vào kiếm này, điểm súng này. Đây các bạn có thể vào đây các bạn đọc một số thông tin này. Đây, khi mà các bạn sử dụng áo choàng này thì các bạn sẽ có 80% tốc độ chạy này, rồi 10% vào điểm kiếm nhá, điểm mene và điểm súng, cộng thêm 750 máu. Đấy, một cái áo choàng khá là ngon. Khi mà các bạn qua C3 các bạn đánh boss thì chúng ta sẽ lấy được cái áo choàng này, đúng không? Boss bí ẩn đấy. Rồi thì ở đây thì Tuấn sẽ chia ra rất là nhiều những cái combo. Nhưng mà ở đây là hôm nay Tuấn sẽ chỉ cho bạn cái combo, đó chính là cái lá kabucha nhá và cái đinh ba gai kèm theo cái super human là chính. Còn cái trái Ike này giúp chúng ta có thể gọi là khống chế đối thủ nhá. Bình thường Tuấn sẽ sử dụng cái lá kabucha, cái chiêu x nhá. Các bạn sử dụng cái chiêu x xong, các bạn chuyển sang cái đinh ba gai, các bạn sử dụng cái chiêu x để các bạn kéo lại và các bạn chuyển sang super human nhá. Và các bạn z là đối thủ sẽ lên bảng điểm số nếu như mà không phải tộc cá các bạn nhá. Đấy, cái combo này dành cho những gọi là đối thủ không phải là tộc cá các bạn nhá, thì sẽ là one shot là sẽ chết. Còn nếu như mà tộc cá thì nói chung là hơi trâu một chút, kể cả những cái năng lực của trái khác thôi. Các bạn đánh nhau với tộc cá thì cũng khá lâu chết, đúng không? Rồi đây, tôi sẽ combo cho bạn nhanh, các bạn phải thao tác nhanh nhá. Đấy, x này, rồi kéo này, rồi đấm. Đấy, một phát là đã lên bảng điểm số, là đã gọi là chết được các bạn nhá. Để Tuấn lấy cái con boss này để làm ví dụ cho bạn, để nó trâu hơn ấy, chứ đánh quái kia nó dễ chết quá. Đấy, khi mà các bạn sử dụng cái chiêu Z xong thì các bạn tiếp tục sử dụng cái chiêu C nhá. Chiêu C lục thức đánh vào đối thủ và các bạn sử dụng cái chiêu X luôn. Đấy là đối thủ sẽ lên bảng điểm số luôn. Nếu như mà không phải tộc cá là chết luôn. Đấy, một cái combo như thế này các bạn đã có thể giết được đối thủ nhá. Đây, tôi sẽ thử lại cho bạn xem này, xem nó gây được bao nhiêu đam nhá. Đây, rồi, kéo này. Rồi, các bạn phải nhanh nhá, chuẩn nhá. Đấy, 19.000 đam như này là vào người chắc chắn là chết rồi các bạn nhá. Chắc chắn là chết rồi. Còn nếu như mà các bạn sử dụng cái trái Ike để mà khống chế á, ví dụ nhá, đối thủ đang đứng đây chẳng hạn. Đây, ví dụ đối thủ đang đứng đây nhá. Các bạn lừa lừa nhá, các bạn lừa lừa. Đấy, bật hai cái quan sát lên, bạn tốc biến này. Đó, rồi các bạn kéo này. Đó, đẩy đi này. Rồi, kéo lại này. Kéo lại này, đấm này. Đấy, rồi. Đấy, như thế là cái chiêu X này mà trúng nữa thì nó sẽ gây ra rất là nhiều sát thương nhá. Thì nếu mà đối thủ chưa chết thì các bạn có thể dùng cái chiêu X. Các bạn tiếp cận lại, các bạn phá Haki quan sát của đối thủ này. Đấy, X này. Hoặc là các bạn sử dụng cái chiêu C nhá. Các bạn sử dụng cái chiêu C để đóng băng đối thủ. Thì sau khi đóng băng thì các bạn lại tiếp tục sử dụng những cái chiêu quả Super Human kết hợp với lại cái Kabucha thôi, như vừa nãy Tuấn đã chỉ rồi. Thì đấy là đang thực hành trên bot. Còn bây giờ Tuấn sẽ thực hành ở người chơi cho bạn thấy nhá. Các bạn ơi, trước mắt đây chính là cái nhân vật phụ của Tuấn này. Thì Tuấn sẽ thử dùng cái lá Kabucha trước các bạn nhá. Cái lá Kabucha đây. Các bạn X này. Rồi, kéo lại này. Rồi. Đấy, một phát như này là đã chết rồi, chưa sử dụng cái chiêu X đâu. Mà đối thủ đã chết rồi các bạn nhá. Như vậy là các bạn đã thấy nó quá là mạnh rồi đúng không? Thì đấy là cái đinh ba gai này. À, cái lá kabucha là đinh ba gai và super human thì đã chết rồi. Bây giờ tôi sẽ sử dụng cái trái Ike nhá. Trái Ike cho bạn xem để các bạn có thể dễ hình dung nhá. Tốc biến lại gần, đóng băng này. Rồi, đẩy đi này. Rồi, các bạn kéo lại này. Đấy, thao tác lại như bình thường là đối thủ cũng đã gọi là lên bảng điểm số rồi. Cũng khá là nhanh rồi đúng không? Đấy, khá là nhanh nhá. Thì đấy là cái trái Ike. Còn nếu như mà cái lá kabucha nha, quan trọng là nếu mà các bạn bắt sử dụng quen ấy. Nếu mà các bạn sử dụng quen thì các bạn bắt bằng cái lá kabucha rất là dễ. Còn nếu mà các bạn không quen thì các bạn nên sử dụng bằng cái trái này thôi. Ô, người chơi luôn các bạn ơi. Người chơi thực hành luôn. À đây. Bạn này là bên hải quân rồi các bạn ạ. Tộc cá này nói chung là hơi khó chết một chút. Ok, thì bây giờ Tuấn sẽ gọi là đi ra server thường để chúng ta săn bounty thôi các bạn ơi. Let's go. Các bạn sử dụng cái chiêu C để bắt. Rồi, thí sinh đầu tiên này các bạn ơi. Ui, cái chiêu X của Tuấn nó chưa hồi. Đấy các bạn chưa? Nếu mà chiêu X hồi cái là thanh niên này kiểu gì cũng sẽ lên bảng điểm số. Từ nha, Tuấn đợi nó hồi chiêu đã. Rồi, Tuấn sẽ solo tốc biến lại thanh niên này, đóng băng. Rồi. Ok các bạn ơi. Oh my god. Rồi xong, thanh niên là chết đâu?
chết luôn chứ còn làm gì nữa. Các bạn thấy chưa? Combo khá đơn giản đúng không? Kéo này, kéo lại này, đẩy này. Đấy, combo chưa hết combo gọi là đã chết đối thủ rồi các bạn ạ. Khá là nhanh rồi đúng không các bạn? Thì các bạn cứ học cái tuần tự như thế là các bạn sẽ combo được thôi. Lần này cũng có một thanh niên ăn trái Ike các bạn ạ. Từ đây 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 đây, thanh niên ăn trái Ike này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lừa tốc biến nhá. Lừa tốc biến này. Rồi, dính rồi. Kéo này, kéo lại này. Đấy, như vậy là đánh bại 3/3 luôn các bạn thấy chưa? Khá là easy rồi đúng không? À mà quên mất, nãy vừa Tuấn chưa chỉ cho bạn là cái chỉ số nâng mà cái điểm đúng không? Thì các bạn bấm vào chỗ phần chỉ số này, các bạn nâng vào cái điểm cận chiến này, phòng thủ và cái điểm kiếm cho Tuấn nhá. Còn nếu như mà bạn nào mà thích trái block thì các bạn có thể nâng vào cái trái block cũng được. Ở đây là Tuấn gọi là dùng cái trái block để mà khống chế thôi. Chủ yếu là Tuấn sẽ gây đam bằng cái điểm kiếm và cái điểm cận chiến các bạn nhá. Thì các bạn có thể nâng giống như Tuấn và chúng ta sẽ săn party. Rồi ngoài đây có vẻ đông vui các bạn ơi. La test chiêu nào. Đây 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 đây. Từ dính luôn rồi. Ui giời, thanh niên này tộc cá các bạn ạ. À đâu, tộc thỏ thì chết luôn chứ còn làm gì nữa. Không phải tộc cá chỉ có nên bảng đếm số thôi. Tộc cá gọi là còn dai dai một chút nữa chứ còn tộc thỏ rất thì chỉ một phát là nên bảng đếm số thôi. Ô bơ người ta, thanh niên kia làm gì đây? Thanh niên này định gọi là cắn nén đúng không? Thanh niên này định chơi xấu đúng không? Chơi xấu này. Ây cha, chuyển sang trái Mochi này. Mochi với chúng tôi là Mochi với chúng tôi các bạn thấy chưa? Easy chưa? Một combo chưa? Một combo chưa? La tiếp nào. Có ai tạc chưa? Ây cha, rồi. Rồi rồi rồi, ok. Let's go, la tín hiệu là chơi rồi đấy. Rồi, la tín hiệu là chơi rồi đấy. La tín, ôi trời, thanh niên sử dụng Haki này tránh các bạn. Thanh niên sử dụng Haki này tránh rồi. Ui giời ơi. Rồi, như vậy là chúng ta xương xương đã gọi là lấy được nửa cây máu rồi. Rồi, chúng ta sẽ cứ cấu gì ở đây. Ý giời, phá Haki quan sát này. Đợi chiêu hồi này. Đợi chiêu hồi này. Kết hợp lá cao cha. Ai cha. Kết hợp lá cao cha. Chuẩn xác là mày chết. Chuẩn xác là mày chết. Các bạn chưa? Easy chưa? Easy chưa? Tiếp tục. Úi trời ơi. Thêm gọi là hơn 20.000 bounty. Ngon luôn. Như vậy là với trình độ hai cái quan sát nên V2 tôi đã nhìn thấy đối thủ ở đây rồi. Đấy, không biết là thanh niên này có gọi là bật PP để mà chúng ta có thể PP không? Đâu rồi? Đối thủ đâu? Đây 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 các bạn ơi. Ý rồi ơi, dính luôn rồi. Không phải tộc cá là bạn chết rồi bạn ơi. Không phải tộc cá là bạn chết rồi. Không phải tộc cá là bạn chết rồi. Các bạn thấy chưa? Combo này cực sự là rất là mạnh các bạn nhá, thực sự là rất là mạnh luôn. Không phải tộc cá chỉ có on shot thôi. Đấy, không phải tộc cá chỉ có on shot. Nói chung là về cái trái Ike này Tuấn thấy là có rất là nhiều các bạn combo hay. Như các bạn sử dụng cái song kiếm của Odin, các bạn sở hữu hoặc là kết hợp với cây đàn Vuita của Block, các bạn combo cũng thấy hay lắm các bạn. Đấy. Và các bạn không phải dùng cái tộc cá như Tuấn này. Các bạn dùng cái tộc gọi là tộc Cyborg ấy. Tộc Cyborg cũng rất là trâu, tộc người máy á. Đấy. Và các bạn đi combo, các bạn dùng khi mà các bạn bật lên thì sẽ phá được Ken của đối thủ nhá. Hai cái quan sát á. Ok các bạn ơi, như vậy là chúng ta sẽ đến với một combo cuối cùng nhá. Thì tôi sẽ kết thúc cái video. Bởi vì cái combo, cách combo như nào thì Tuấn cũng đã dạy cho bạn rồi đúng không? Cũng đã chỉ cho bạn rồi. Và bây giờ là Tuấn sẽ gọi là đánh nốt thanh niên này thôi. Đó, được hơn 7.000 bounty. Rất là nhanh luôn các bạn ạ. Các bạn cứ chịu khó các bạn học cái combo như này thì các bạn sẽ gọi là thành thạo được cái combo Ike này các bạn nhá. Nói chung là các bạn săn lên 30m bounty khá là dễ với cái trái Ike này. Ok, thì cái clip của Tuấn đến đây kết thúc thôi. Và nếu như bạn nào muốn Tuấn học cái combo quả trái nào thì bạn có thể comment phía dưới phần luận video Tuấn biết nhá. Và video của Tuấn đến đây kết thúc và nhớ nhấn like đăng ký kênh ủng hộ cho Tuấn nhá. Giờ thì bye bye.